Đứa con gần được Riot chăm chút về ngoại hình nhất hiện tại đó chính là Miss Fortune với 19 bộ trang phục. Theo sau cô nàng thời sang tiền thưởng này chính là tiểu thư ánh sáng Lux với 18 bộ trang phục. Ở vị trí thứ 3 lần lượt là Ahri, Akali, Caitlyn, Ezreal với 17 bộ trang phục. Có thể thấy rằng điểm chung của các vị tướng như skin này là tất cả kỹ năng đều có hiệu ứng cũng như đa số là tướng nữ. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Vị tướng vô cùng đáng thương này đó chính là Dr. Mundo với skin mới nhất là Mundo Hoàng tử Đốc Băng, được phát hành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Tính đến nay là đã 1852 ngày, tức là đã hơn 5 năm rồi gã đồ tể sư Zaun này vẫn chưa có được trang phục mới. Ví dụ điển hình nhất cho trường hợp này chính là skin Lux thập đại nguyên tố. Cụ thể là để có thể thay đổi nguyên tố, Lux cần sử dụng kỹ năng gây sát thương lên tướng địch để tích điểm và có thể nhìn thấy phần trăm hoàn thành. Vì vậy, người chơi có thể lợi dụng cơ chế này để kiểm soát tầm nhìn hoặc phát hiện tàng hình. Bằng cách khi tung kỹ năng trúng tướng địch thì thanh điểm nguyên tố sẽ tăng lên. Thế nên, ngoài việc sở hữu hiệu ứng kỹ năng khó nhìn, cơ chế gây sát thương lên tướng địch để đổi nguyên tố mới là nguyên nhân chính khiến skin này bị cấm dùng tại các giải đấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, một số trang phục cũng đã từng bị cấm trong thi đấu chuyên nghiệp vì có hoạt ảnh hiệu ứng quá khó nhìn như Iblisgrun với chiêu quay bàn tay hoa tiễn, Ivaros Hoa với chữ cuối sẽ xích tội lỗi. Các đội tuyển khi vô địch chung kết thế giới sẽ sở hữu cho mình bộ trang phục được Riot thiết kế riêng để tri ân những đội tuyển này. Nhưng trước năm 2015, các trang phục chung kết thế giới chỉ dành cho 5 người đánh chính trong đội tuyển đó mà thôi. Tuy nhiên, sau khi SKT lên ngôi vô địch chung kết thế giới mùa năm với lineup Marin, Bengi, Faker, Bang và Wolf, cộng đồng Liên minh điện thoại phẫn nộ với việc Riot không thiết kế trang phục chung kết thế giới cho người chơi đường giữa dự bị của SKT, Ezreal với tỷ lệ thắng 100% tại chung kết thế giới 2015 sau 4 ván đấu. Không chịu nổi gạch đá từ phía dư luận, Riot buộc phải thiết kế trang phục SKT Azir cho Ezreal, giúp cho anh ta trở thành tuyển thủ dự bị đầu tiên sở hữu trang phục chung kết thế giới. Và đồng thời cũng giúp cho những đội tuyển về sau này, nếu lên ngôi vô địch chung kết thế giới thì sẽ có cả skin cho tuyển thủ dự bị. Ở những thời điểm ban đầu của Liên minh điện thoại, khi mà các trang phục vẫn còn đắt đỏ, vì các người chơi bật cho mình phần mềm mod skin là điều mình thấy thường xuyên mỗi khi ra nét chợ điện tử. Đây là mod skin thời đó chỉ giúp cho chính người sử dụng phần mềm thấy được trang phục mà họ muốn, còn đồng đội và địch thì vẫn thấy trang phục mặc định. Nhưng như đó là quá đủ để họ thỏa mãn cơn nghiện sở hữu trang phục đẹp cho con tướng mà mình yêu thích. Sau này khi mà cơ chế Aztec giúp các người chơi có thể kiếm trang phục miễn phí dễ dàng hơn, cũng như hệ thống phát hiện phần mềm thứ ba của Riot cũng trở nên tốt hơn, thì việc mod skin đã dần trở nên ít đi. Một phân phát khá thú vị đó chính là những vị tướng có đeo kính râm sẽ được giảm một sát thương từ kỹ năng nội tại ánh sáng mặt trời của Leona. Thế nên để giảm sức mạnh khi đấu đầu với Leona, hãy mang cho mình trang phục có kính mát như dòng trang phục biệt kích, Garagat Yukon hay Sigil cửa sóng nhé. Với việc mua gói đa sắc cho hai trang phục Ezreal học viện chiến binh và Lucian cao bồi, không chỉ thay đổi màu sắc trang phục, gói đa sắc của hai bộ trang phục này còn có thể thay đổi hiệu ứng kỹ năng của Ezreal và Lucian thành màu xanh cực kỳ đẹp mắt. Và việc này gần giống như bạn sở hữu thêm một trang phục mới với hai gói đa sắc đặc biệt này. Rất nhiều skin cũng như các dòng trang phục được Riot tạo ra dựa trên những sự vật, sự việc khác nhau trên thế giới. Ví dụ như một số trang phục được đặt theo tên tiếng Anh của các trình duyệt Internet như là Safari Caitlyn, trình duyệt Safari, Explorer Ezreal, trình duyệt Internet Explorer, Foxfire Ahri, trình duyệt Firefox và Chrome Ramush, trình duyệt Google Chrome. Hai dòng trang phục về bên tinh tú được lấy cảm hứng từ những nhân vật hư cấu cho bộ anime Thủy thủ mặt trăng. Thậm chí, một số skin được lấy ý tưởng từ những nhân vật có thật trong Tam Quốc diễn nghĩa như Gia Văn Lữ Bố, Chi Đem Quân Vũ, Xin Giao Trị Tử Long. Thật vậy, một số trang phục được Riot trau chuốt về mặt animation giúp cho người chơi và các tuyển thủ cảm thấy mượt mà hơn trong các tình huống đánh thường cũng như khi thực hiện các chuỗi combo của mình. Điển hình có thể kể tên một số trang phục quốc dân được lòng nhiều người chơi như Lee Sin Quyền Thái, Atrox Máy Móc, Jet Lâu Kiếm, Lucian Cowboy, Ray Mafia, v.v. Là một lần nữa phải xướng tên của Lux Thập Đại Nguyên Tố khi đây chính là trang phục đắt nhất Liên minh điện thoại với 3.250 RB, tương đương với khoảng 310.000 Việt Nam đồng. Hiệu ứng kỹ năng đẹp, đổ được nhiều loại màu sắc và nguyên tố khác nhau cũng như có lợi thế trong một số tình huống nhất định. Lux Thập Đại Nguyên Tố chắc chắn xứng đáng với số tiền mà bà bỏ ra để sở hữu trang phục này. Trong sự kiện sinh nhật lần thứ tư của Liên minh điện thoại tại Việt Nam, trang phục Sivir thời xăng được mở bán với giá chỉ 1 IP. Bên cạnh đó, các gói đa sắc của skin Yasuo Cowboy, Miss Fortune giả lập và Jet Lô Kiếm cũng được bán với giá 700 IP trong sự kiện này. Và ngày 8 tháng 8 năm 2014, skin Alistar Ngưu Ma Vương cũng được bán với giá 88 IP. Và sau này, ở sự kiện sinh nhật mừng Liên minh điện thoại được 6 tuổi ở Việt Nam, skin này cùng với Keo Phán Quyết và Fiddle Stick Tiệc Bất Ngờ được mở bán chỉ với 2.000 tinh hoa lam cho mỗi skin.
Keo bạc, Rai niên thiếu, Alistar đen, Blitz răng rẹo rã, UFO cookie là những trang phục mà chỉ những người chơi ở năm 2009 đầu năm 2010 mới sở hữu được. Và ở thời đó, lượng người chơi ít cộng kèm với việc các skin này cũng chỉ mở bán trong một thời gian ngắn rồi đóng lại. Điều này đã khiến các skin này trở nên cực kỳ hiếm. Ngoài ra, dòng skin cực đẹp chỉ mở bán ở hội chợ Patch vào những năm 2009 đến 2011 cũng là những skin cực hiếm với ba bộ trang phục là Patch Twitter Fake, Patch Severe và Patch Yuck. Và cuối cùng, những skin vinh quang đời đầu như Yavan vinh quang hay Yana vinh quang cũng thuộc loại những trang phục hiếm trong tựa game Liên Minh Điện Thoại này.